Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video của Đồ Gỗ Linger. Thì hiện tại thì em đang ngồi trên xe tải đang xuống hàng gỗ cụ này các bác này. Các bác thấy nhá, trời đang rất là nắng này. Em đang ngồi trên cái thùng xe để chọn những miếng gỗ đẹp nhất cho các bác đây. Các bác nhìn hàng đang xuống rất là rộng nhá. Đây các bác nhìn, tấm gỗ rộng 75, làm những tấm lá sập hàng to rồi nhá. Rất là rộng và dày các bác. Hàng rất là dày. Dày đến 36, 37 phần. Rất nhiều gỗ cụ bên em đang xuống này. Bên em là cái hàng chất gỗ cụ Lào này thì nó hay bị xé và nứt lắm các bạn. Để các bác nhìn. Tại là miền Bắc đang chuẩn bị chuyển vào mùa hè rồi, nên bên em phải lấy về trước để chuẩn bị trước gỗ cho nó khô để làm những sản phẩm cho nó yên tâm cho các bác. Trời thì đang rất là nắng, người thợ đang xuống hàng các bác. Bên em cũng chuẩn bị làm một lô nhà thờ cho bác khách ở Thái Bình, hàng dài tận 4 mét. Lô gỗ thì bọn em đã chuẩn bị từ trước rồi. Thì đây là lô gỗ để bọn em về để chuẩn bị hàng cho tháng 7, tháng 8 âm lịch các bác nhé. Những bác nào mà đang có nhu cầu đặt hàng về những nội thất phòng thờ hoặc là những sản phẩm về nội thất trong gia đình thì có thể liên hệ với chúng em. Thì cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm ủng hộ nhé. Thì xin chào tất cả các bác.